sao bắn vã, sao bắn vã. Ôi sao con nói đi mà Minh Nguyệt thành nha. Hey, đường nào vào thiên đàng ai ơi, làm đường vào nhịp thở lặng lặng. Mùa xuân đang đi trong lời yêu mến, có hoa vàng phủ đường mòn gò chân mềm. Lạc vào xuân vườn tình ngất ngây, ngất ngây. Tha hồn vào cơn gió mê say, cành hoa tươi trên sông cành sắc bướm. Đến muôn đời mình còn được yêu nhé anh. Yêu mới biết quên thời gian, quên thời gian. Khi biết yêu hoa sẽ mãi không phải tàn. Đừng nghe chim ru tai tìm hao, không tình nào say đắm hơn em đâu. Chờ một ngày pháo hồng sẽ vui, sẽ vui. Là đường về ôm bóng đơn côi, vừa khi đôi tim yêu được giải thoát. Bước gông xiềng lạc mình tính chuyện trăm năm. Yeah, Thiên Đường ái ơn, cặp đôi hoàn hảo đây rồi. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Chào chị Trang Dung nha, chào anh trai Hot Boy Hạ Long, anh Phạm Hải Long nha. Minh Nguyệt và Sa Băng xin gửi lời chào thân ái tạm thể quý cô chú anh chị đang có mặt trong live stream ngày hôm nay, và chúc tất cả mọi người chúng ta sẽ có một ngày nghe nhạc thật vui ạ. Đường nào vào thiên đường ái ân, ai ơi. Là đường vào nhịp thở lâng lâng. Mùa xuân đang đi trong lời yêu mới, có hoa vàng phủ đường mòn gót chân mềm. Lặng vào mùa xuân tình ngất ngây, ngất ngây. Thà hồn vào cơn gió mê say, mê say. Tình hoa tươi trên sâu cây sắc bướm, để muôn đời mình còn được yêu nhé anh. Hey, yêu mới biết quên thời gian, thời gian. Khi biết yêu hoa sẽ mãi không phai tàn. Đừng nghe chim ru tai tìm hư ảo, không tình nào say đắm hơn bằng đâu nha. Chờ một ngày pháo hồng reo vui, reo vui. Là đường về ôm bóng đơn côi, đơn côi. Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát, bất công riêng là mình tính chuyện trăm năm. Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát, bứt gông xiềng, yeah. Là mình tính chuyện trăm năm. Chị gái Yến Hải nè, Trang Dương, Dâu Quẻ ở nhà lâu, bài đã lâu không hát hả? Vịt dâu không? Chơi vịt làm thầy bói. Sao vậy? Em nhìn đéo này cho nó sang trọng đẹp gái hơn không? Ngon đấy. Các bác thấy em ok không các bác? Các bác thấy em cũng được đấy. Bác thấy em ổn. Hello chị Hà, hello chị Khánh Yêu, hello tất cả các anh chị yêu dấu. Mọi người hôm nay thấy sẽ bằng thế nào mọi người? Rất là ông chất đúng đó. Không? Rồi long lánh là sáng láng hết cả màn hình thế kia. Hip hop never die. Hip hop never die. Và gì nữa nha? Cô gái có một màu hoa vàng, hoa vàng trên cỏ nhấp lánh. Ok, tiếp tục âm nhạc các chị ơi, cùng yêu thương và chia sẻ cho Sa Băng và Minh Nguyệt có thêm một cái tinh thần rực lửa cho buổi live ngày hôm nay nhá. Hey! Hôm nay cho em quậy một bữa nha. Gái Thúy Nguyễn rất là nhiều. Hey, hello tất cả các anh chị. Tình yêu từ đâu mà tình yêu vội vã trước tim ta? Rồi, chỉ một lần qua mà đêm đêm hình bóng mãi bên ta. Lời nào dịu em người đưa ta vào những giấc mơ xa, lòng thầm bảo nhau rằng duyên ta gặp gỡ trong kiếp nào. Một lần hẹn trước có phải là mộng ước về sau? Cách xa mặt nhau chỉ là ngày tháng hư hao. Tuổi xuân là bao, chẳng đợi thời gian vụt tới, rồi mai đây chẳng ta soi bóng.
là tình khi gặp gỡ lúc ban sơ. Tình đẹp là thơ mà đôi khi tình ngỡ bỡ vơ vơ. Tình còn chờ ai để con tim vàng võ suốt đêm nay. Tình đừng nhạt phai, tình ơi xin đừng trở thêm u hoài. Hey! Kính chị yêu thương ơi, mọi người đâu hết rồi nào, tay của mọi người đâu rồi? Hãy ấn like, thả tim và chia sẻ cho Minh Nguyên và Sa Băng nè. Đúng rồi, mọi người một like hey! Được chia sẻ nha. Bao nhiêu con chim bay à? Trời ơi, cánh ngân. Em thích bài lắm. Mình tới mình lưu vui mà. Hey! Hello chị Hà Vy. Chị Minh Sang nè. Ga giờ này lên giá thôi, thay xuống giá chị gái rồi. Tình yêu từ đâu mà tình yêu vội vã chiếm tim ta. Chỉ một lần qua mà đêm đêm hình bóng mãi bên ta. Lời nào dịu êm người đưa ta vào những giấc mơ xa. Lòng thầm bảo nhau rằng duyên ta gặp gỡ trong kiếp nào. Một lần hẹn trước có phải là mộng ước về sau? Cởi xóa mặt nhau chỉ là ngày tháng hư hao. Tuổi xuân là bao, chẳng đợi thời gian vô tới. Rồi mai đây chẳng ta soi bóng ngó quay lại còn ai. Tình đẹp tình mơ là tình khi gặp gỡ lúc ban sơ. Tình là vần thơ mà đôi khi mình ngỡ vẫn bơ vơ. Tình còn chờ ai để con tim vàng võ suốt đêm nay. Tình đừng nhạt phai, tình ơi xin đừng trở thêm u hoài. Tình còn chờ ai để con tim vàng vỡ suốt đêm nay. Tình đừng nhạt phai, tình ơi xin đừng trở thêm u hoài. Hello trai dân trường. Hay quá, hay công chúa, cảm ơn tất cả các anh chị yêu thương. Hai công chúa. Một bài nữa đi các anh chị, yêu cầu cái bài gì hãy về với em. Thì bây giờ mình đổi hết cái bài đó thành là hãy về với Băng Nguyệt đi hả? Đúng rồi. Ok không? Em chịu không? Hello chị dập gì chị Dầu Ngọc này. Thế em có chịu hát bài này không? Chơi luôn như thế chị Nguyễn. Chơi luôn chứ mọi người đúng không? Hello chị Hoa Thương, hello tất cả các anh chị yêu dấu. Hãy về với Băng Nguyệt. Nguyệt Băng gì đó mọi người ạ. Chung quy lại là có Băng Nguyệt, Nguyệt Băng gì đó. Không, tên là Nguyệt, Nguyệt Ngăn. Đổi giấc nào. Mây em chiều còn buồn trong tiếng đưa. Mùa lá rơi biết nói sao cho vừa. Giữa thu vàng từng chiều mưa răng lối. Ta bồi hồi tìm về lối yêu xưa. Em vô tình đùa vui trong thoáng giây. Rồi lãng quên cho tim anh đọa đây. Có bao giờ chạnh lòng em chợt nhớ môi hôn nào ta đã nói yêu nhau. Bằng tất cả cho em và mãi mãi. Một tình yêu đam mê và bốc cháy. Niềm tin em trao như cơn mưa rơi trên vườn yêu đang mùa hoang vắng. Người xa mãi nơi phương trời có nhớ rằng em vẫn ôm riêng mình dẫu lỡ. Trọn đời em luôn yêu riêng anh, chỉ anh mà thôi. Hỡi người yêu dấu, xin quay về đây. Hãy về với em. Hey! Woo! Hey! Không say là không về nữa chị. Nhà ai có rượu bia thì rót ra uống đi. Em uống nước giá. Cơ trưởng gần đây bớt bóng à. Cũng tùy hôm chứ mọi người đúng không ạ? Tình thoảng cho mọi người nghỉ ngơi xíu. Mình
làm chiều còn buồn trong tiễn đưa. Mùa lá rơi biết nói sao cho vừa. Giữa thu vàng từng chiều mưa răng lối, ta bồi hồi tìm về lối yêu xưa. Em vô tình đùa vui trong thoáng giây, giờ lãng quên cho tim anh đó đây. Có bao giờ chạnh lòng em chợt nhớ, mùi hồn nào ta đã nói yêu nhau. Bằng tất cả cho em và mãi mãi, một tình yêu đam mê và bốc cháy. Niềm tin em trao như cơn mưa rơi trên vườn yêu đang mùa hoang vắng. Người sao mãi nơi phương chưa có nhớ, rằng anh vẫn ôm riêng mình dẫu lỡ. Trọn đời anh luôn yêu riêng em, chỉ em mà thôi. Hỡi người yêu xấu, xin quay về đây. Hãy về với anh. Hãy về với Băng Nguyệt đi các chị ơi, các chị đang ở đâu rồi nhỉ? Alo, hey. Chị sẽ gọi đại bàng, đại bàng đang bay nơi đâu, bay về nơi đây. Hello chị Hà Vi, chị Thanh Thúy này, chị Hòa, chị Nguyễn Phương, chị Hoa Quả Vân, chị Ngân Lê. Hey, để coi xem anh chị chia sẻ được bao nhiêu rồi nào. Anh chị ơi, mọi người đã chia sẻ cho Sa Băng và Minh Nguyệt chưa ạ? Cảm ơn chị bạn Nguyễn Trí ạ. Ok không? Thì chơi thôi, sao đâu. Tuyệt vời. Một nhánh hoa dài thì cứ bên anh tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yêu đuối, bộn bề đằng sau những nụ cười. Thang trách gió anh chẳng chịu thương em đến nơi. Đi thi. Em đi thi hoa hậu á. Em không có được vô giải hoa hậu. Hey! Hey! Các anh chị đang nghe ca khúc Ngoài Tiền. Em nên dừng lại. Hey! Mỗi người một lượt chia sẻ và một lượt like cho Sa Băng và Minh Nguyệt nhé các chị ơi. Cảm ơn Cao Hoa. Nhiều lần thấy em khóc, em khóc. Khổ đau điều gì phải không? Chẳng cần phải bận tâm, chỉ muốn ôm anh vào lòng. Nhìn về tháng năm đó, yêu em chẳng cần đắn đo. Sao lúc này quan tâm phải cần lý do? Sao em cứ phải yêu hoài dù làm biết sai? Ngay cả khi em vui hay buồn ai thấu. Một người từng rất thương, nay đau đến mức lạ thường. Em nghĩ là anh nên dừng lại đi. Thôi em đừng nặng lòng anh ta, muộn phiền làm chi dối trá. Nhìn về tương lai, hình hài là một nhánh hoa dài. So sánh sao được với những đóa hoa hồng lạ lẫy. Người con gái chẳng cần kiêu sa, nụ cười đẹp nhất khi chiều tà. Thích ngỡ bên ai, tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yêu. Trách gió anh chẳng chịu thương em đến nơi. Em nên dừng lại chưa? Hey, hey. Woo. Anh chị thấy hôm nay mạng có ổn không ta? Quay mạng hôm nay hơi mờ, mờ quá. Sao mờ quá nè? Hôm nay mạng các chị ở đó đang xem như thế nào? Các chị comment cho em thấy được không các chị ơi? Bài này là bài em nên dừng lại anh chị yêu thương ơi. Hôm qua thì like ok không? Ok mà. Ok đúng không? Ờ. Hôm nay mạng kém quá. Mờ căng. Ngồi đó hát là quá ok, không cần phải thi gì hết nhé.
Tại sao em cứ phải yêu hoài rồi làm biết sai? Ngay cả khi em vui hay buồn ai thấu? Một người từng rất thương, nay đau đến mức lạ thường. Em nghĩ là anh nên dừng lại đi. Thôi em đừng nặng lòng anh ta, muộn phiền làm chi dối trá. Sáng cũng buồn, tối em đau, đêm về lại không. Sao em không nhìn về tương lai? Hình hài là một nhánh hoa dài, so sánh sao được với những đó hoa hồng là lời. Người con gái chẳng cần kiêu sa, nụ cười đẹp nhất khi chiều tà. Thì có bên anh tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yêu đuối, bọn bê đằng sau những nụ cười. Than trách gió anh chẳng chịu thương em đến nơi. Hey! Thay lòng hả? Ok tim tiên. Cảm ơn chị gái Cao Thanh Lim nhá. Cảm ơn chị Hồng Hạnh, em nhìn thấy rồi nè. Hello chị Hồng Lê. Hey! Cảm ơn chị Tuyết Ngọc. Bài thay lòng. Ok, các anh chị nè. Thay lòng à? Ừ, thì chơi thôi, sao đâu. Bài đây trong ấy sao ấy? Như là trong beat có sao? Yeah. Quá tuyệt vời, cảm ơn tất cả các anh chị ạ. Ủa mọi người ơi, sao không lên con số 2 đầu tiên nhỉ mọi người yêu thương ơi? Sẽ cái nào là số ca 8 ta ơi? Quá buồn. Ok, và ngay bây giờ theo đáp theo yêu cầu của tất cả các anh chị, cái bài hát này khá là lâu rồi, Sao Băng với mọi người cũng chưa có hát cái bài này. Thế là hôm nay lỡ chẳng lẽ lột ra bây giờ kỳ quá. Ngày mai kiểu mặc cái áo nó lấp lánh quá mọi người, đi mạng lắc luôn rồi. Quá, này là tất cả tại buồn. Sao Băng nha, không phải tại Minh Nguyệt. Thầy thôi, tôi chấp nhận. Tôi chấp nhận thương đau được chưa? Tiếp tục nào. Nhìn về tương lai anh ôm tương tư nặng lòng biết bao. Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào. Người lại yêu thương quan tâm hơn ta một đêm hôm sau. Giật lệ quân vững không khi nào rơi khi nước chưa tan. Mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chưa tràn. Đành lòng buông tay cho em ra đi với một tình vàng. Một bậc quân vương uy nghiêm ngoài phòng nhưng tim nát tan. Yeah! Mạng lắc quá. Hôm nay mạng lắc thế. Đáng ghê á. Không sao đâu, mình cứ quẩy tới bên mạng nó chán nó hết lắc. Hey! Bài này bài gì các chị ơi, comment này lâu quá không hát, không nhớ tên bài hát luôn á. Hello Nguyệt, chị Lê Hạnh nè. Nguyệt nhớ tên bài hát này tên gì không Nguyệt? Bài hát này hả? Nhìn vào trong này nhớ nè. Một bức quân vương mang trong con tim hình hai đất nước. Hình hai đất nước. Ngỡ như sao nam ta sẽ chẳng bao giờ buồn. Nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt, khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường. Trời cao như đang chờ người thân ta khi bông hoa ấy, chót mang con tim trao cho một nam nhân thường. Dần lòng ta ban cho bông hoa thơm hỏi về cung cấm, khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buồn. Mà nào ngờ đâu thân anh nơi đây, tâm trí nơi nào, tâm trí nơi nào. Nhìn về quê hương anh ôm tương tư nặng lòng biết bao. Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào. Người lại yêu thương quan tâm hơn ta một đêm vương sao. Giật lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tan. Mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chưa tràn. Đành lòng buông tay cho em ra đi với một tình vàng. Một bậc quân vương nghi nghiêm ngay phòng những tim nát tơ. Bài đế phương đó, anh Bảo Bình không nói là em không biết luôn á, tại vì lâu quá mới quên. Nguyễn quên đó khen rồi. Hello tất cả các anh chị nè. Dạ hello chị Hòa Lê, hello anh Tiểu Huy, chị Thu Hà, chị Ngáp nè, chị Thúy Vũ, anh Quang Ngân. Đó đeo vô, cho chuẩn luôn. Hip hop never die. Anh em. Hồi sao với Linh Nguyễn cái này hôm nay đã ngồi hát ngon lành được sao? Bức quân vương mang trong con tim hình hai đất nước. Ngỡ như giờ đàn ta sẽ chẳng bao giờ buồn. Nào ngờ một hôm có du nhân gian chạm một ánh mắt, khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường.
trời cao như đang chiều người thân ta khi bông hoa ấy, khi bông hoa ấy chót mang con tim trao cho một nam nhân thương, giận lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung công, khiến cho em luôn lưng ta mãi mãi không buồn. Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào, nhìn về quê hương em ôm tương tư nặng lòng biết bao. Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào, người lại yêu thương quan tâm hơn ta một đế vương sao. Giọt lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tan, khi nước chưa tan. Mà tình chưa yên nên vun chim im giọt buồn chưa chan, giọt buồn chưa chan. Đành lòng buông tay cho anh ra đi với mỗi tình vàng. Một bậc quân vương vinh nghiêm oai phong nhưng tim nát tan. Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào, nhìn về quê hương em mong tương tư nặng lòng biết bao. Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào, người lại yêu thương quan tâm hơn ta một đế vương sao. Giọt lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tan, khi nước chưa tan. Mà tình chưa yên nên vung chân mi giọt buồn chưa chan, giọt buồn chưa chan. Đành lòng buông tay cho anh ra đi với mỗi tình vàng. Một bậc quân vương uy nghiêm oai phong nhưng tính nát tan. Mặn lắc nhưng mà vẫn hay à. Cảm ơn tất cả các anh chị. Một người hey, một lượt like và một lượt chia sẻ nha. Là cái gì? À, đeo kính cho hợp hơn hả chị? Đúng rồi chị Bùi Thị Hà ha. Giao quẻ đi kìa, hát giao quẻ đi kìa. Đâu? Con hát đi. Hát giao quẻ đi kìa. Hôm nay mình mệt rồi đó. Không sao, không Nguyệt gì đâu. Nguyệt nâng tạ, Nguyệt hôm nay nâng tạ 120kg cho nên là lão đâu ra 120kg gãy xương luôn. Ok. Nói vậy thôi chứ Minh Nguyệt bình thường mà, có gì đâu, không mệt gì cả. Thế bây giờ cô đeo cả vào cô làm thầy bói giúp tôi nha. Không có cái kính xanh nhờ à? Cô thì màu đen nó mới giống thầy bói em. Cái này á? À? Màu đen xong rồi em bói thì nó mới ra cái chất của các bài hát. Cứ mở nhạc là tất các bạn đã thành công hay không là nhờ 50% mở em nha. Ok. Ở nhạc nó lên là hát luôn đấy. Thầy bói vào nhập vai ngay từ đầu cơ. Ok. Ok. Các chị sẵn sàng chưa ạ? À? Xếp hàng lấy số này. Thầy bói đẹp gái chưa? Ồ răng. Ok. Đợi xíu nghe. Mọi người bói cho em quẻ. Không ai thầy bói này. Coi bói mà coi bói vàng hay gì mà nhiều tiền quá, sắm vàng đeo thầy bói người ta cất vàng đi, kiểu thầy bói coi gì trời coi. Ơi cái vàng ngoài chợ đầy, thế nên là cứ phải đeo đầy tay nó mới đúng, người nhời giàu mình phải ra vẻ mình giàu chứ. Thì người ta mới nghĩ là thầy bói này cho nó xạo gì mà giàu quá vậy. Thầy ơi. Ok xong rồi, xong có trách nhiệm. Bây giờ là không biết là nên mua đất hay mua vàng được nhỉ? Mua cả hai đi ạ. Mua cả hai. Không có một, có một số tiền mua. Chắc đủ một hết. Mua đất. Một cái chết nhà. Không, mình mua đất xong sau này mình có tiền mình mua vàng cái mình chôn dưới đất đó là cất làm của. Chứ sao nữa. Em cũng okay, được cái thầy bói này được ấy. Ừ. Thầy bói này có tâm. Giống như kiểu thầy bói cho con xem là con sẽ sinh con trai con gái. Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai. Đấy, đơn giản thế thôi. Bây giờ nhiều cái khác nhau, không phải là chị gái với trai. Mua biệt thự, chị Thu Hà đang bảo mua biệt thự cả. Mua biệt thự à? Biệt thự thì phải có cái đất trước chứ chị. Phải mua gì? Đất trước, phải mua đất trước ha. Chị Băng okay. Hát được bản Thu Cuối không? Thu Cuối là có gì có rap luôn đấy. Ê, Bông Quyền á. Thì Bông Quyền à? Ờ, sợ. Bên nào nó bít gốc là sợ à? Ừ. Này đi. Chơi. Ngon mà, đúng không? Chơi. Ok, hoàn hảo. Hello chị Vinh, hello tất cả mọi người. Bây giờ mà không biết coi bói sao mà chị cho chị một cái cách gì mà mượn mỗi người 1 triệu thôi là mấy ca người đây là ra cũng có tiền mua đất rồi đấy. Làm sao mà nói sao các anh chị cho vay người 1 triệu nha. Ok mọi người. Nói luôn rồi còn đâu nữa mà cần thì Minh Nguyệt nói. Hey! Hát hậu chưa? Mang đứng lên quẩy cho xong đi. Sợ. Hey! Mấy lang thang buồn trôi, buồn trôi. Bao yêu tư khát khao trong tim tháng ngày. Theo mưa rơi lại căng, từng đêm em nghe xót xa. Anh ơi có hay giữa bóng tối chớp trùng, tình anh như giấc mơ xanh bao hy vọng. Dẫn lối bước em về, dìu anh qua đám cây. Xua mây đang tàn nhanh. Mặt trời bừng tia nắng tươi lung linh ấm lòng. Khi cơn mưa vụt qua, tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba bão rơi. Khuất lấp những đêm dài, mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời. Xóa hết những nghi ngờ, tình yêu như khúc ca.
tay trao hơi ấm rộn rã đôi tim mừng vui gặp gỡ trong ngày mới nắng say tình dâng ngập lối nắng lên qua hàng cây gió mơn man đùa lạ lời đàn bướm bước chân vui hạnh phúc nắm tay ta về vùng trời bình yên. Mọi người nghe để xem để em hát gì giàu giống kiểu Hồng Ngọc cái gì Hoàng Yến gì đó, ai cũng bảo giống Hoàng Yến ta. Em hả? Nào bây giờ em hát giống kiểu Hồng Ngọc hay kiểu kiểu khàn khàn. Mới lang thang buồn trôi, nằm bao ưu tư khát khao trong tim tháng ngày. Theo mưa rơi lại căng, từng đêm em nghe xót xa. Anh ơi có hay giữa bóng tôi chấp trùng tình anh như giấc mơ xanh bao hy vọng dẫn lối bước em về rượu anh có đắng cay giữa mây đen tàn nhanh mặt trời bừng tia nắng tươi lung linh ấm nồng khi cơn mưa vụt qua tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba bão giông khuất lấp những đêm dài mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời xóa hết những nghi ngờ tình yêu như khúc ca từng vòng tay trao hơi ấm rộn rã đôi tim mừng vui gặp gỡ trong ngày mới nắng say tình giấc ngập lối nắng lên qua hàng cây gió mơn man đưa lá lơi đàn bướm bước chân vui hạnh phúc nắm tay ta về vùng trời bình yên nắng lên qua hàng cây gió mơn man đùa là lời đàn bướm bước chân vui hạnh phúc nắm tay ta về vùng trời bình yên. Đấy ông mới hát giống này Duy mạnh không Duy băng không nữ ca sĩ Duy băng rồi. Đó, hát bản gì? Bình Minh mang em đi kìa. Bình Minh sẽ mang em đi à? Dạ. Ok. Oh, oh before the white my wine my heart is forever forever. Gì đó? Mệt quá. Đáp ứng yêu cầu của các anh chị luôn. Chỉ cần anh chị thích là chúng em chiều con số 3K đầu tiên anh chị yêu thương ơi. Lên nào. Hôm nay cái mạng nó hơi quay xíu mọi người. Hôm nay mạng yếu thiệt. Tại chị băng. Tại Nguyệt mà áo vàng quá. Áo đẹp. Áo đẹp đúng không anh chị? Hey. Xin hãy hôn em thật lâu vì mãi nhau thật rồi em biết khi tan bóng đêm bình minh rồi sẽ mơ anh thật xa. Hey. Hát bài thương em hát bạn sao vậy? Yeah. Chị có cô vợ rồi đúng không? Chị quên không nhớ gì chân á. Thương em. Nó qua thời gian lâu quên rồi. Em đi hát chị Hoa Nguyễn ngồi trong chương trình để em hát chứ không phải đi thi. Chứ mọi người cứ tưởng chị đi thi hoa hậu. Có bóng tối rơi lối em đi buồn từng đêm bơ vơ lạc bên mơ biết sẽ rất buồn khi nắng mai về ước sẽ có ngày tay níu tay một lần được nói cùng ơi sao I love you ngàn đời biết không xin hãy hôn em thật lòng vì mai
em biết khi tan bóng đêm bình minh rồi sẽ mang anh thật xa. Dạ vâng ạ, em như thế rồi chị Khánh ơi. Khánh ơi. Hey. Hey. Buổi tối vui vẻ chị Minh Châu. Mọi người sẽ hỏi lý do tại sao Sa Băng chỉ hát mỗi cái đoạn điệp khúc, bởi vì chỉ biết mỗi một điệp khúc thôi mọi người. Từ nhỏ lên nghe vào đó thôi à. Cái bài này biết mỗi điệp khúc, mọi người đen xéo vé luôn, chỉ biết mỗi điệp khúc. Răng này cô lại nói. Từ khi anh ra đi không quay về, đợi chờ anh chưa vỡ một giấc mơ. Có chưa nói sang nào xóa lối em đi, có tiếng khóc thầm về đêm mỗi khi người đành lòng thế thật sợ. Đêm nay ai nghe tiếng tôi xin hãy hôn băng thật lòng, vì mà thật rồi em biết khi tan bóng đêm bình minh rồi sẽ mang anh thật xa. Yeah, bình minh sẽ mang em đi. Hôm nay mạng hơi lắc mọi người ơi, không có vấn đề gì cả anh chị ơi. Có nhiều chúng ta chơi bấy nhiêu, 60 năm cuộc đời nhỉ? À, không, chơi bây giờ là 90 năm rồi. 90 năm mà làm không. Gì đến 125 cuộc đời. À, bà ngoại em cũng phải 99 mấy mới mất nữa nhờ, 99 nữa nhờ. Bà nội chị 100 mấy rồi. Kinh vậy luôn. À chà. Hello tất cả các chị yêu thương ơi. Xin hãy hôn em thật lòng. Thật lòng. Vì mãi đã xa nhau thật rồi. Em biết khi phù mộ không? Dạ không nha, phái gần chết. Tăng tăng hey. Tăng ta tăng tăng tăng. Chơi bài 90 năm cuộc đời nha. Hello anh Nguyễn Hồng. Hai em nhìn rất xinh và sang. Hát bài đi. 60 năm cuộc đời cho nó sung. Ôi giời ơi. Chị Liên, cảm ơn tất cả các anh chị. Hai nàng hậu thì sướng thế. Ở đâu có hoa hậu Thủy Tiên nhỉ? À, bên Angola. Còn đang bên Dương là khác. Bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu đó. 60 năm cuộc đời khi xa Luby rồi, bạn biết yêu thương ai, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời nà. Anh ơi ta sống được bao là thế để sống không được bao, được bao lâu để không lâu là thế, được bao năm sống mà yêu nhau. Anh ơi có bao nhiêu, có bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu. 60 năm cuộc đời khi xa anh rồi, xa anh rồi, em biết yêu thương ai, yêu thương ai, đến khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Anh ơi ta sống được bao, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Anh ơi ta sống được 60 năm bước được bao. Các anh chị rất là nhiều đang hát mà cứ hỏi nước hoa hoài. Bây giờ phải ngừng lại tư vấn nước hoa xíu đi ha. Hát hoài các chị giận, các chị tự chết. Phải tư vấn các ra. À, dạ tại để nó phù hợp với chương trình nói chuyện hoa hữu thôi. Hết rồi.
Hôm nay hàng chị em máu nha các chị nha. À, Nước Hoa em đang cảm ơn Huệ Mai nhá. Cảm ơn em đã nhìn số điện thoại của các anh chị rồi nè. Ok, Bích Lệ này sẽ có đơn cho mình đó. Các anh chị mua hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại nha. Tăng 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 tăng. Ok, bây giờ quay trở lại chương trình văn nghệ đi, hát một bài mà các chị yêu thích nè. Ok. Chị các anh chị ơi, thích bài gì ta? Comment đi. Hát cái bản này đi, hay đấy. Lên ơn. Đố anh chị biết đây là bài gì nè? Chắc không biết đâu. Làm gì các chị biết. Những cái chia ly quay mất thật mơ. Yêu là gì mà làm người người đến nên say say đến thế? Cứ vô tư cho con tim nhói đau. Yêu là gì mà làm người người cam tâm mang theo xin về? Những khi chia ly quay mất thật máu. Yêu là gì? Chị Út Giang ơi, em nhìn thấy chị muốn mua collagen nhưng mà như chị chưa để lại số điện thoại ạ. Hoa mẫu đơn, em hát mất tiêu cái bài Diêu Quẻ rồi, đặt tí xíu chị coi lại giúp em ha. Ok, dáng em ok nè, đó, hát đi bài Mưa Đường Không Lạnh. Mùa đông không lạnh, tưởng nghe Mưa Đường Không Lạnh. Em đọc không có dấu, em đọc khó lắm á. View đâu, cô đơn giữa cuộc tình yêu là. Các anh chị chúng ta mua gì cũng được, nhớ là để lại số điện thoại để chuyên viên tư vấn của DC sẽ liên hệ với toàn thể quý anh chị nhá. Collagen rất là tốt cho cơ thể con người, chính xác luôn rồi anh Tôm ơi. Bởi vì tất cả chúng ta bây giờ có cái chiếc điện thoại nằm trên tay rất là dễ dàng, chúng ta có thể tìm kiếm được. Là đơn giản chúng ta có thể hỏi là collagen nó có tác dụng tốt như nào với cơ thể của mỗi người chúng ta, rồi thì ăn cái quả này nó có tốt gì không, rồi ăn cái quả kia nó tốt không, trên Google đều có hết. Chính vì vậy mà chúng ta phải đọc đến nó, chúng ta mới biết rằng là collagen là một thứ rất là cần thiết đối với cơ thể của mỗi con người chúng ta. Trời, tóc thì tốt quá trời tốt, rồi xịt chi nữa. Cái chỗ này nó hơi thiếu. Hơi thiếu thì xịt. Hơi thiếu xíu. Cái xịt tóc em vẫn còn những cái chị. Đây là 600 băng mà anh Kevin. 680.000 đồng. Và chúng ta mua chắc là tưởng em ấy. Đâu có đâu, tay đêm. 680.000 đồng mà chúng ta mua 3 chai tặng 1 chai đối với những người đã có tóc rồi. Nhưng mà nó rụng đi mất tiêu, nó còn hơi chống chống xíu thì xịt cho nó mọc lên kích thích cái nang tóc chúng ta ha. Còn nếu mà các chị nào mà cái vùng đó chưa bao giờ có tóc thì không nên mua xịt, tại vì phí tiền mà nó cũng không lên. Đối với những cái chương trình, những cái mà hậu vaccine, hậu covid, hậu sản thì chúng ta thường hay bị rụng tóc đi. Hoặc là những yếu tố môi trường, mồ hôi nhiều hay cái gì đó chúng ta sẽ bị rụng tóc. Thì chúng ta nên mua này về xịt tóc giúp chúng ta là kích thích cái nang tóc mọc lên khỏe hơn, chắc hơn. Và nó ngăn gãy rụng nha các chị nha. 608 mua 2 tăng 1, nhanh tay để lại số điện thoại giúp em nào. Sitting. Gì đó. Trời, mình sắc cái kem trong nắng này mà mình cứ tưởng tượng như mình đang sắc kem trắng da. Nó mịn màng, nó mịn, nó nhẹ, nó mịn á. Nó vừa mịn, nó không bết rít, nó không hề bết rít, không lộ vân kem. Hẹn ước từ hư vô, vô thường. Không bóng. Ok, các chị ơi, mua hàng và nhớ để lại số điện thoại giúp em nha. Và đừng quên là để chúng ta mỗi người mà coi like, các chị đã ủng hộ mua hàng rồi. Còn các chị nào mà đã mua hàng hoặc là chưa có cơ hội để mua, tại vì mình đang ở nước ngoài, mình không mua được á, thì các chị giúp em là một like nè, một lượt chia sẻ để động viên chúng em có thêm cái tinh thần thật là tốt để hát tốt hơn, dành tặng cho tất cả các chị nha. Cảm ơn chị Tuyền Nguyễn nha. Nhanh tay để lại số chị điện thoại biết nhé. Cái bài hát gì đợi anh đến hoa cũng tàn chưa? Sao ta? Hãy hát đi. Thì đi hát bài đi. Hello anh Kevin nè, hello tất cả mọi người. Bài này lâu lắm mẹ chồng gì phải không? Không. Trong phim mẹ chồng hả? Chỉ chắc cái chuyện này chỉ hai. Đây đúng không? Chà. Chỉ một thôi nhỉ, thôi chỉ một. Đợi anh đến hoa cũng tàn coi nào. Nghe đi, nếu mà chị hát theo được thì chị hát. Ok. Hát cái này nhẹ nhàng cho mọi người, chúng ta cùng nghe bài này lâu lắm rồi nè. Trao cho em, ai đã nói sẽ yêu em đậm sâu. Rồi một ngày em cũng biết mãi mãi chỉ là lời gian dối, chỉ một lời trên môi anh thôi. Người ơi, em vui rồi. Thế nhưng em nhận lại gì đây hỡi anh? Hay câu chia ly?
cuộc đời em đâu mong, mong trái tim em được yêu. Chỉ một lần được mãi ở bên người, dù đời cay đắng. Trả lời em đi, sao anh lặng im, im như vậy. Anh cứ nói câu, chờ anh nghe em đến bao giờ. Một phút đắm đuối ánh mắt anh, em biết sẽ đau, đau một đời. Chỉ ước anh có thể ở bên, sẽ tới bên em gạt đi nước mắt. Hạnh phúc mong manh đến thế sao, em vẫn cứ đi tìm một đời. Liệu sau tất cả những bão giông, anh có quay về cùng em muôn kia. Người ơi anh biết chưa, người ơi đâu biết sao. Loài hoài vỡ tan vì thiếu anh. Này anh ơi biết chưa, người ơi đâu biết sao. Chưa ngày anh đến bên hoa cùng ta. Chờ ngày anh đến hoa cũng tàn. Hay quá. Về tập bên này nha. Cảm ơn tất cả mọi người, chị Lưu Vy này, cả bên Kevin, anh Dini, anh Nguyễn Hùng. Thử cảm ơn tất cả các anh chị. Rất. Làm gì đâu sao biết hát khi lần đầu nghe tới. Cái bài này như là lâu lắm rồi đúng không? Hát theo được. Ơi trời ơi, thôi thì cô hát đi. Cuộc đời em đâu mong, mong trái tim em được yêu. Chỉ một lần được mãi ở bên người, dù đời cay đắng. Trả lời em đi, sao anh lặng im, im như vậy. Anh cứ nói câu, chờ anh nhé em đến bao giờ. Một phút đắm đuối ánh mắt anh, em biết sẽ đau, đau một đời. Chỉ ước anh có thể ở bên, sẽ tới bên em gạt đi nước mắt. Hạnh phúc mong manh đến thế sao, em vẫn cứ đi tìm một đời. Liệu sau tất cả những bão giông, anh có quay về cùng em muôn kia. Người ơi anh biết chưa, người ơi đâu biết sao. Loài hoa vỡ tan vì thiếu anh. Người ơi anh biết chưa, người ơi đâu biết sao. Chờ ngày anh đến bên hoa cùng ta. Người ơi anh biết chưa, người ơi đâu biết xa. Lời hỏi vỡ tan vì thiếu anh. Người ơi anh biết chưa, người ơi chờ ngày anh đến bên hoa cùng ta. Chờ ngày anh đến bên hoa cùng ta. Chờ ngày anh đến bên là hoa tàn luôn rồi. Đợi lâu quá, người ta hoa nở có thời gian thôi. Cái thời gian hoa nở tới liền đi. Đợi lâu quá anh chị cho nó tàn mất tiêu rồi.
tàn luôn, tàn luôn, tàn luôn, còn cái hộp bông không mà nó qua cái cây mới rồi. Thế là mọi người nhớ chăm sóc nha, chăm sóc tất cả những đóa hoa của mình khi mà đang còn thơm nhá mọi người, đang còn nở bông hoa rực rỡ nhá. Lo hết hà đi. Rồi quan tâm lo lắng đi nha. Trên lúc hoa tàn rồi, lúc hoa tàn rồi thôi chịu luôn đấy. Nó chuyển qua là rụng cánh, sao nó còn cái hộp. Nó khô cái nó rớt cái hộp ra xong nó mọc cái cây mới. Càng càng, dạ vâng, cảm ơn tất cả các anh chị đã dành lời khen cho Minh Nguyệt. Cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều. Khẳng khẳng mà hát hay á. Cảm ơn Đào Phi nhá. Anh em còn thực sự ra để mà nói là mai mốt chị mình phải còn quên mà chị băng tập cái bài Người Đứa Sau Hạnh Phúc của hôm vừa rồi ca sĩ Bằng Kiều á. Anh hát cái bản đó. Hay không? Để tôi nghe. Tôi nghe cái bài đó là có bài hát gì là Người Đứng Sau Hạnh Phúc. Hay. Cái bài nào mà chị thích đó chị nghe phá lần tiếng sao chị hát rồi. Chị đúng rồi. Cái bài không thích trời tập cả tháng sao nó không vô đầu với ta. Cái bài quỷ bài dòng lam. Thá hoa mệt. Bây giờ mới hát cái đó chứ chưa có được luôn á. Chú Kiều Quang. Các anh chị đừng quên là collagen đang có chương trình khuyến mại cực sốc cực lớn nha các chị nha. Bỏ qua cái chương trình này khuyến mại này là các anh chị tiếc nha, tại vì sao? Collagen là chúng ta phải dùng hoài thì nó sẽ lưu giữ cái thanh xuân của chúng ta. Mà chúng ta không có mà duy trì thì chúng ta sẽ già đi. Da chúng ta chảy xệ đi, da chúng ta nám tàn nhang đồi mồi. Thì chúng ta dùng collagen này đều đặn thì nó thực ra tính ra một ngày không tốn bao nhiêu tiền cả. Một hộp này 790.000 đồng và 60 viên năng mềm. Thì nếu mà các chị chưa dùng qua sủi thì các chị dùng này chỉ 3 tháng đầu tiên là chúng ta dùng một ngày, một tháng một hộp, hai hộp. Ấy một tháng một hộp chứ. Là nếu mà các chị mà chưa có dùng sủi thì một tháng một hộp là một tháng cho tốn 790.000 đồng và chúng ta chia ra 30 ngày thì không có nhiều. Nhưng bắt đầu từ qua cái tháng thứ tư thì chúng ta một ngày một viên là một hộp này chúng ta uống được 2 tháng thì nó càng giảm đi rất là nhiều. Mà chúng ta giá thành không đáng kể là bao nhiêu nhưng mà nhan sắc chúng ta nó được thăng hạng rất là nhiều các chị. Giá thành không có bao nhiêu hết nhưng mà chúng ta thăng hạng nhan sắc là các chị nhìn thấy, chứng tỏ thấy em. Tuy là bây giờ em không phải là lộng lẫy đẹp hay như thế nào nhưng mà so với ngày hôm qua em thấy em tự tin là em hơn ngày hôm qua. Tại vì sao? Em đang kiên trì sử dụng collagen. Những cái sản phẩm bên em đang bán lại tụi em vẫn đang sử dụng, những nhu cầu nào cần thiết thì sử dụng. Đang mập rồi thì không có dùng tăng cân. Nhưng mà nếu mà ai ốm thì dùng. Tăng cân này thì dành cho trẻ em và người lớn. Trẻ em thì dùng một hộp 350 từ bắt đầu từ 7 tuổi trở lên tới 12 tuổi là sử dụng. Còn bắt đầu từ 13 tuổi trở lên sử dụng giúp em cái liệu trình người lớn đi. Hai hộp là giá nó chỉ còn 600 thôi, thay vì 700 thì bớt ngay 100 cho tất cả các chị và miễn phí giao hàng nha. Tất cả những mặt hàng bên em đều miễn phí giao hàng. Cảm ơn chị gái Ruby, nói chuyện vui hả? Thì nói chung là các chị cứ thích thấy ai vui thì thích nói chuyện đúng không? Em cũng thích các chị nói chuyện với em. Chị Nancy khen sao băng áo đẹp, chị đừng khen có mai lại mặc tiếp đấy. Không, mai đổi áo khác em. Thôi mặc tiếp. Minh Nguyệt hợp với màu vàng. Kìa, mai mặc vàng tiếp đi. Mai mặc tiếp cái màu này nó mạng lắc rồi đổi tại chị. Không, hôm nay nguyện mà màu vàng chói chang quá các chị. Nó lắc. Mai đổi màu khác chậm chậm. Cái này em đã từng mặc rồi nhưng cái này chị lần đầu tiên mặc nên lỗi tại chị, không thể đổi tại em được. Thì thôi chịu 600.000 cho người lớn và 350 trẻ em nha các chị ơi. Tăng cân thì trong vòng 2 tháng thì chúng ta tăng cân từ 2 cho tới 4 cân. Nhiều cơ địa thì sẽ tăng hơn nhưng mà chúng ta sẽ đa số là từ 2 cân tới 4 cân. Và cam kết với tất cả các chị là đã tăng cân rồi thì không có bị tụt cân nha. Với điều kiện chúng ta ăn uống đều độ giúp em. Ok Nguyễn Quyên và các chị ơi mua hàng để lại số điện thoại giúp em nhé. Nhanh tay nào, cho em nhìn thấy số điện thoại của các anh chị. Chỉ có số điện thoại là sẽ có đơn và ngày mai nhân viên bên em sẽ gọi điện cho tất cả các anh chị và kiểm tra thật kỹ số điện thoại của mình nha. Để lại đã đúng hay chưa, để tránh cái trường hợp mà bên em gọi hoài không được mà các chị chờ hoài cũng không thấy gọi ha. Uống collagen vào thì da mình càng ngày càng đẹp càng trẻ. Cảm ơn tất cả các chị. Hai em mặc đẹp quá. Cảm ơn Kevin. Đẹp trai cái chữ áo sơ mi trắng nè. Gu mà kiểu như là gu mà gu trai của tất rất nhiều các chị em phụ nữ đó. Áo sơ mi trắng là thứ gì chị Lương Phúc Thịnh hỏi cho hỏi mic này là em cũng không biết đâu nhưng em không biết đâu ạ. À cái này mic này có hát được không? Ôi nó cười quá. Ok bây giờ thì hát bài này. Nguyệt hát cũng mình hát bài này không? Chỉ dứt đến đoạn nào dứt được thì dứt. Cứ bơi thôi. Đúng rồi. Đoạn nào thì mà không được thì quăng phao đúng không? Đúng rồi. Ok và chia sẻ cho Sao Băng và Minh Nguyệt cho các chị một bài hát rất là dễ thương. Trong em có hẹn với các chị là 9 giờ mấy hát đúng không? Hôm nay 10 giờ mấy mất tiêu rồi. Cảm ơn chị gái Nguyễn Lượng nè, chị Nguyễn Vượt luôn. Hey! Nhạc bolero mà bà sexy mà mạnh quá rồi, phải nhẹ nhàng chứ. Bolero mà. À, bolero à? Em thấy nó hùng hồn như thế là xe được cái gì đâu. Đây đâu phải là bolero. Bolero mà biến tấu nó khác. Mưa rơi cho đời thêm nhớ thương, hạt mưa ướt vai người tha hương. Mưa rơi phố khuya vắng tiêu điều, xóm nghèo quạnh hiu,
màn đêm tịch liêng, đêm đêm đem lời ca tiếng thơ, đời ca hát cho người mùa vui. Nhưng khi cánh nhung khép im lìm, ánh đèn lặng tắt, gửi ai nỗi niềm. À tan gọi em quên. Đến bên mình khi vui trong ngàn lưu luyến, nhưng hoa xưa đã tàn úa đâu còn. Đời ta là bên ai qua ghé thăm đôi lần, nhớ chăng tiếng ca cung đàn ngày xưa. Đêm nay bên thềm một bóng ai, bóng ai dừng chân bước giang hồ phiêu linh. Mưa đêm vẫn rơi mãi không ngừng, có người ca sĩ khóc đời của anh hi. Ấp nhau nhảy tango nào. Hey, hey. Tango người ta nhảy vậy không á. Mọi người thông cảm, thỉnh thoảng vậy. Em quen rồi, chịu đựng quen rồi anh chị ạ. Hey. Có ai nhảy tango chị em nhảy với cái chị ôm nhảy nhảy. Vui ha, cái lắc cái đầu qua lại á. Mưa rơi cho đời thêm nhớ thương, hạt mưa ướt vai người tha hương. Mưa rơi phố khuya vắng tiêu điều, xóm nghèo của anh hiu. Màn đêm tịch liêng, đêm đêm đem lời ca tiếng thơ, đời ca hát cho người mùa vui. Nhưng khi cánh nhung khép im lìm, ánh đèn lặng tắt, gửi ai nỗi niềm. Người đến bên mình khi vui trong ngàn lưu luyến, nhưng hoa xưa đã tàn úa đâu còn. Đời ta là bên ai qua ghé thăm đôi lần, nhớ chăng tiếng ca cùng đàn ngày xưa. Đêm nay bên thềm một bóng ai, bóng ai dừng chân bước sang hồ phiêu linh. Mưa đêm vẫn rơi mãi không ngừng, có người ca sĩ khóc đời quanh hiu. Mưa đêm vẫn rơi mãi không ngừng, có người ca sĩ hey! Khóc đời quanh hiu. Rất bản hạ trắng cái bài gì đó là của ông Sẹt cái đó rất bản. Ờ, bà đã bảo nguyện sao mà thấy mấy bạn nó mới hát bị xóa rồi. Giờ thôi, đừng hát nữa. Chị thấy giống như là nó thấy mấy cái bài mà mới hát có cuối mày thấy mình xóa hết không? Thế thì hát bản gì? Gì đó? Gì đó? Cái bài gì gì không? Bến Tình hả? Thôi đừng hát bài đấy nữa. Bài qua gì? Xong rồi xong bài đấy rồi. Ừ. Bây giờ hát cái bản gì? Hát cái bài gì? Ờ, bài Phai Dấu Cuộc Tình không mới hát rồi nhỉ? Ừ, bài gì khác rồi. Bài đấy mới để theo danh sách này con nhắc nhớ làm sao cái nào mình nhớ được, mình phải nhìn có nghe phê quá. Sa Băng ơi, vâng ạ, cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Em tuyệt vời, cảm ơn chị Ánh Tình. Các anh chị đừng quên là mua hàng nha mọi người, đừng có phiêu quá ngủ quên này. Mua hàng nha mọi người ơi, có chẳng may đặt nhầm ở trang web khác mọi người. Mọi người lưu ý là tất cả những dòng sản phẩm của bên DC Beauty đều đặt cái chất lượng lên hàng đầu nha mọi người, và uy tín lên hàng đầu luôn, và cái sản phẩm là đều là rất rất là uy tín nha mọi người đó. Cái chai nước hoa này là của chính hãng từ Pháp, 1.660.000 nha mọi người. Làm quà tặng thì bao phê luôn. Ví dụ như em bây giờ một ai đó tự nhiên mà yêu quý thì ôi Minh Nguyệt tặng cho Minh Nguyệt một cái, em mở ra mà em nhận đến nước hoa ấy, mà như thế này là em chắc chắn là người ta rất là tôn trọng em này, là em sẽ có thiện cảm với họ rồi đấy. Em nói thật. Nếu như bây giờ anh chị chúng ta đang tìm một món quà nào đó để tỏ một cái thái độ chân thành với tình cảm dành cho một những người bạn hoặc là người yêu hay là gì đó, thì người ta sẽ cảm thấy là cái sự trân trọng của mọi người. Đó, chưa cần biết như nào, cái hộp rất là sang chảnh rồi. Đó, 1.660.000 các anh chị. Đúng rồi, cả trai nam nữ hoặc là trai nữ đều là giá 1.660.000. Ai mà tặng em cái này là em biết được miễn phí giao hàng. Các chị muốn mà kiểu em là bày tỏ tấm lòng của mình thì đúng rồi, cái chai nước hoa này quá tuyệt vời. Yeah. Tại vì chúng ta sử dụng được lâu và nó còn sang trọng nữa, mà đặc biệt là cái giá thành nó cực kỳ rẻ so với những chai 4 triệu, 5 triệu ngoài thị trường. Chai này ăn đứt luôn các chị. Ăn đứt luôn. À, cho nên các chị ở nhanh tay để lại số điện thoại đi, tại vì trước sau chúng ta cũng mua những cái chương trình mà khuyến mãi thì nó lợi hơn chúng ta nhiều lắm nha. Ok.
một bài hát nữa trước khi mà chia tay tất cả các chị. Bài hát này khá lâu rồi, sau bao vòng buổi nghỉ không gửi đến tất cả các chị thì bây giờ gửi nhở. Sao bằng lần này thích hát cái bài Sợ Yêu mọi người ạ? Sợ. Cảm giác trong em lúc này chẳng dám yêu ai thật lòng, vì những tổn thương đã làm tim thôi rung động. Sợ những đổi thay bất ngờ, sợ những đam mê dại khờ, rồi nhận ra hạnh phúc chỉ là mơ. Hẳn chừng ở đây lại xin phải giúp em nhé. Thật khó để em chấp nhận và xóa đi bao ngại ngần, dù có đôi khi tiếng yêu đã đến thật gần. Sợ những yêu thương trong ta, sợ phút giây ta vội vàng, rồi ngày mai lại trách nhau phụ phàng. Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều, mình chẳng nhận ra những điều mà đôi khi con tim quá yêu nên làm mờ đi lý trí. Sợ lắm khi yêu rồi quay trở lại, sợ những cảm giác lỡ dại, sợ người ta thấy nguyệt thương hại nên mới quay lại. Thương hại quá. Có ai đã thương hại trời. Anh sợ yêu hai em nè. Trời ơi, đòi yêu hai em luôn ta ơi. Không hẳn rồi. Này là cũng được rồi nè. Cảm ơn chị gái Phương Nguyễn nha. Cảm ơn anh Hoàng Hiệp Hiệp. Chị Lệ Thủy, anh Văn Hùng. Cảm giác trong em lúc này chẳng dám yêu ai thật lòng, vì những tổn thương đã làm tim thôi rung động. Sợ những đôi thay bất ngờ, sợ những đam mê dại khờ, rồi nhận ra hạnh phúc chỉ là mơ. Chấp nhận, chấp nhận và xóa đi bao ngại ngần, dù có đôi khi tiếng yêu đã đến thật gần. Sợ những yêu thương trong ta, trong ta, sợ phút giây ta vội vàng, rồi ngày mai lại trách nhau phũ phàng. Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều, mình chẳng nhận ra những điều mà đôi khi con tim quá yêu nên làm mờ đi lý trí. Sợ lắm khi yêu rồi quay trở lại, sợ những cảm giác lỡ dại, sợ người ta thấy em thương hại nên mới quay lại. Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều, mình chẳng nhận ra những điều mà đôi khi con tim quá yêu nên làm mờ đi lý trí. Sợ lắm khi yêu rồi quay trở lại, sợ những cảm giác lỡ dại, sợ người ta thấy em thương hại nên mới quay lại. Sợ người ta thấy em thương hại nên mới quay lại.
Sợ người ta thấy em thương hại thì mới quay lại. Đừng có thương hại em mà quay lại em không thích đâu nhờ. Em thích thương thiệt à. Ok, và bài hát vừa rồi cũng thay lời chia tay của Sao Băng và Minh Nguyệt gửi đến tất cả các anh chị. Mong các chị luôn luôn giữ gìn sức khỏe của mình nhé. Đang có dịch đang tới gần nữa rồi đó. Ok, và bài hát vừa rồi thay lời chia tay của hai chị em. Chúc anh chị có nhiều sức khỏe và luôn luôn đồng hành cùng với DC Beauty nha. Đồng hành cùng Minh Nguyệt, Sao Băng, Yến, Dù My nè, Linh Em nè, Linh Nhiên Ly nè, Nhật Lệ nè, Duy Trinh, Quốc Việt, nói chung là tất cả các anh chị trong cái ekip của công ty DC Beauty. Ok, cảm ơn và xin chào. Hẹn gặp lại. Bye bye tất cả các anh chị.